tạm biệt Gomisa nhé. Tạm biệt Thỏ Trắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm. Quên sao được, trường mầm non thân yêu. Các bạn đang học lớp mấy rồi? Thi giữa kỳ sắp xong chưa? Nhắc đến gấu bông thì ít nhất một lần trong đời các bạn đã từng chơi với chúng chưa nhỉ? Có vẻ rất quen thân, nhưng liệu rằng bạn đã biết đến sự tích gấu bông từ đâu mà có? Bên trong gấu thực ra là gì? Chúng có linh hồn và có đáng sợ không? Ôm em gấu trên tay thật chặt và cùng nhanh trí tìm hiểu ngay nhé! Gấu ơi, gấu có từ bao giờ mà khi ta sinh ra đời đã thấy gấu rồi? Từ thế kỷ 19, thế kỷ 20 hay thế kỷ 21 nhỉ? Các bạn biết không, vào năm 1890, nghĩa là thế kỷ 19 đấy, các chú gấu bông của chúng ta mới oe oe chào đời. Và câu chuyện sau đó cũng rất thú vị à nha. Các bạn muốn nghe không? Lại đây nhanh chí kể cho. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt lúc bấy giờ trong một lần đi săn gấu mà chả săn được con nào cả. Thiết nghĩ chuyện này mà đồn ra ngoài thì thiên hạ có mà cười cho thối mũi à. Nên 500 anh em đi cùng đã bàn nhau rượt đuổi con gấu già. Thế nhưng lúc đó ông đã từ chối bắn vì ông nghĩ không nên làm như thế vì mục đích giải trí. Sau đó một họa sĩ đã quá cảm động về câu chuyện này nên đã vẽ lại và đăng lên một tờ tạp chí. Và con gấu ấy lại lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Ý tưởng lóe ra, rất nhiều con gấu bông cute phô mai que từ đó ra đời. Cho đến nay, từ già đến trẻ đều không thể cưỡng lại sự thích thú khi đứng trước sự cute cưng xỉu của những chú gấu này. Wow, hóa ra lịch sử ra đời ý nghĩa như vậy sao? Các bạn đang sở hữu những con gấu như nào thì comment cho nhanh trí biết với. Tiếp đến, chúng mình còn khám phá vô vàn những chú gấu khổng lồ và những chú gấu đắt đỏ khác cơ. Cùng đi tiếp thôi nào. Dừng lại đã, có ai ở đây mỗi lần vào khu vui chơi làm mê cái trò gặp gấu không nhở? Nghĩ lại thấy cay rồi đấy, cứ mỗi lần gặp lên là lại nhả xuống, chả được gì cả. Gần được rồi, lại tuột là sao? Cay thực sự. Không lẽ cái máy này có vấn đề gì á? Chắc chắn phải có lý do chứ các bạn nhỉ? Tại sao lại khó gặp được gấu như vậy? Vì máy có vấn đề thật hay là do mình gặp kém ta? Đương nhiên là tại cái máy rồi, chả hiểu kiểu gì mà cái càng gấp của nó rất chi là lỏng lẻo, chạm cái đã tuột, có làm được cái gì đâu. Thế nên sau khi mất một khoản kha khá vào cái trò này, mình đã biết được bí kíp rồi anh em ơi. Như này nè, trước khi gấp, anh em cứ lắc càng 3 lần trước khi gấp nhá. Sau đó lật úp chú gấu mà mình muốn gấp. Tiếp theo là gấp vào điểm chính giữa của chú gấu. Đấy đấy, ngon lành canh đào, anh em nhớ áp dụng đảm bảo thành công luôn. Mà này, thành công quá, nhớ về chia sẻ cho nhanh trí một chú gấu bông cute nhá. Cơ mà có một điều thắc mắc to đùng như thế này, suốt ngày ôm gấu bông đến nỗi mỏn hết cả tay rồi. Cơ mà ở đâu cấm chơi gấu bông thì anh em đã biết chưa? Ở thế giới SCP, ở vũ trụ Undertale hay ở vũ trụ Chainsman? Cái gì cô? Các bạn không thể tin nổi đâu. Ở thế giới SCP, người ta cấm chơi gấu bông đấy. Lý do là bởi vì con SCP-1408 gấu quỷ ăn cắp em bé này nè. Đừng thấy nó đẹp mà bị mê nha. Con này gian xảo dã man luôn, trốn trại giam đến nay vẫn chưa tìm thấy. Con này chuyên ăn cắp các em bé, xong sẽ biến các em ấy thành gấu bông cho chúng biết di chuyển. Dĩ nhiên là rất quái dị rồi. Eo ôi, những kiểu em bé có răng đã hết cả hồn, hoảng hốt rồi, lại còn đi lại thì quá kỳ. Đúng kiểu creepy pasta luôn. Tối nào mình ngủ cũng ôm gấu bông ngủ, xong tưởng tượng thì chắc là ngủ ngon. May mà chỉ trong thế giới các câu chuyện SCP thôi đấy. Bây giờ các bạn có chơi ú òa với nhanh trí không? 1, 2, 3. Ú òa, bóng dáng ai đó vượt qua nơi đây. Đó là ai nhỉ? Heo Peppa, báo hồng hay là tôm thế? Này này, là Peppa chứ gì? Gì chứ, bạn này quá là quen mặt rồi. Nhắm mắt mà nhanh trí còn nhận ra ai chứ. Quen là thế, nhưng có phải ai cũng được biết đâu. Có nơi người ta còn cấm không cho xem cơ. Ủa, vậy hả? Có điều gì bí ẩn, độc hại mà không cho xem nhỉ? Đó là nước nào? Úc, Mỹ hay Hà Lan? Xứ sở của những chú kangaroo cấm xem heo Peppa.
sau một tập phim có chú lợn sống chung với nhện được công chiếu, Peppa Pig đã bị cấm chiếu tại Úc vì quốc gia này là nơi sinh sống của hơn 10.000 loài nhện, trong đó có rất nhiều loài nhện độc. Người dân Úc luôn phải dè chừng và tránh xa nhện ý. Nên bây giờ trẻ em mà xem phim này xong bắt nhện ở cùng nhện rồi bị cắn thì sao? Có phải nguy hiểm không cơ chứ? Vậy nên xem gì thì xem phải được kiểm duyệt đúng văn hóa và môi trường của nơi đó. Một số khác người nói rằng heo Peppa là một đứa trẻ hư vì rất hay nói xấu bố mình và còn có cả tính ích kỷ với bạn bè nữa. Họ cho rằng xem phim này nhiều sẽ làm trẻ hư theo như heo Peppa vậy. Còn ý kiến của riêng Nhanh Trí thì thấy có cả mặt xấu là đúng như vậy và tốt là để giải trí sống đúng với tuổi thơ. Có phải người lớn nghĩ quá lên không? Ý kiến của bạn thế nào? Đừng quên comment xuống bên dưới, hãy thể hiện thoải mái đi. Ở một diễn biến khác, có ba anh bạn này đang cãi nhau úm củ tỏi lên xem ai mới là người được yêu thích nhất. Hey, căn này phải nhờ fan Nhanh Trí rồi. Gấu Teddy, Minion hay heo Peppa? Ôi, hỏi 10 người thì có 9 người nói thích gấu bông Teddy. Hooray! Teddy ơi, em được vinh danh hạng 1 nhé. Đợt trước Nhanh Trí tặng Huggy do bên vận chuyển lỗi nên gửi lại. Các bạn tuần này nhận được nhé. Đợt sau tặng cả Teddy, có ai đồng ý không? Nhìn mặt em nào em nấy cute phô mai que như này cơ mà. Có một câu nói rằng gấu Teddy chính là dành cho những ai có trái tim biết yêu thương đấy. Nhà các bạn có bao nhiêu chú gấu bông? Nhanh Trí có tận 10 con lận. Đặc biệt còn có gấu 37 độ, nắng biết đội mũ, mưa biết chạy vào nhà cơ. Đó là gấu gì? Các bạn biết không? Nhanh Trí tui không muốn ăn cơm chó đâu nhé. Tiếp theo sẽ là một nhân vật mà 99,9 anh em ngồi ở đây ai cũng muốn biết luôn. Đây là ai nào? Cái mũi dài này quen quen à nha. À, đó là cậu bé người gỗ Pinocchio. Sời, chuẩn luôn. Ta nói, mỗi lần dầu dầu diêm diêm nói dối gì đó xong, hôm sau sợ mũi dài ra như anh bạn này cô. Câu chuyện kể ra thì dài, nên Nhanh Trí chỉ tóm tắt xíu thôi nhé. Một người thợ mộc đã điêu khắc ra hình cậu bé và ước rằng cậu là con người. Thật may mắn, một cô tiên đã nghe thấy và ban phép cho điều ước của ông thành sự thật. Dù ông thợ mộc khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc Pinocchio thật tốt. Nhưng cậu bé thì không biết tấm lòng đó, đã trốn đi chơi ra ngoài và nói dối. Cô tiên đã ban hình phạt cho những đứa trẻ nói dối là bị mũi dài. Câu chuyện sau đó còn dài lắm các bạn ơi, và hình phạt thì chưa dừng lại ở đó đâu. Mãi sau này, khi Pinocchio nhận ra thì mới sống hạnh phúc bên cha của mình. Bạn học được gì sau bài học Pinocchio này? Nếu bạn là người có trái tim yêu thương và một suy nghĩ thông minh thì đừng nói dối nhé. Hãy nhìn vào tấm gương Pinocchio nè. Bây giờ thì Pinocchio và Nhanh Trí mời bạn đến với một kỷ lục khiến bạn không tin là có thật luôn. Bảo tàng gấu bông, công viên gấu bông và trường học gấu bông, nơi nào có thật nhỉ? Hey, bảo tàng gấu bông kính chào quý khách. Wow, thiên đường của gấu bông là đây chứ đâu. Jeju Teddy Bear Museum tại Hàn Quốc đẳng sự cấp thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật luôn. Đến đây, anh em sẽ lóa mắt trước dàn siêu sao gấu bông cực kỳ đẹp mắt và đa dạng với hơn 400 chú gấu Teddy cute hột me. Đặc biệt, có sự góp mặt của chú gấu đắt nhất thế giới, Step Louis Vuitton, siêu tranh xả, hay có cả chú gấu mô hình khổng lồ Slow lung linh. Ôi, nói chung là kể đến mai cũng không hết đâu. Ước gì ai đó tặng mình một con bé xíu xiu thôi cũng được nhỉ. Hì, đấy là ước thế thôi. Còn bạn fan nào có tấm lòng thì tính sau ha. Còn bây giờ chúng mình phải đang cấp tốc đến với một câu chuyện rất chi là tình hình đây. Bạn Minion vừa gọi điện cho Nhanh Trí đang tới nhà heo Peppa chơi thì bị lạc đường. Nhanh Trí ơi, hay thôi anh em mình ra tay cứu bạn ấy nhé. Tìm đường đi ngắn nhất giúp Minion với. À, thấy rồi này. Này, Minion ơi, đi con đường này đi nào. Ơ mà này, dừng lại, Nhanh Trí hỏi đã, có bạn nào ở đây, ở Hà Nội không nhở? Hôm nọ Nhanh Trí đi thăm lăng Bác, xong rồi mẹ dẫn đi coi cái này nè, hãy cực, đây. Anh em có biết đây là cái gì không? Nhanh Trí nhà kê xuống phố hay sao ấy, chẳng biết được. Là điều khiển robot, múa rối nước hay đồ chơi lắp pin vậy? Ồ, bạn nào
nào vừa nói là một rối nước đấy. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian độc nhất vô nhị, chỉ có ở Việt Nam ta thôi. Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo là xem cái này bánh cuốn cực kỳ. Những con rối cute tung tăng dưới nước. Ôi, thích thật đấy. Chợt nghĩ biết ơn những nghệ nhân làm ra loại hình nghệ thuật này ghê. Còn các bạn ở đây có phải là con cháu của những ông bà cha mẹ nào làm ra loại hình nghệ thuật độc đáo này không? Lên tiếng đi nào, trời ơi, ngưỡng mộ quá. Nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam đẹp là thế, nhưng bí ẩn về con rối sau đây có thể khiến bạn không khỏi giật mình đấy. Đó là con rối bị cấm nha các bạn ơi, bạn đoán là con nào trong ba con này? Đây đây, chính là con rối Billy, là hiện thân của kẻ ác độc hay làm hại người khác. Nói thật nhá, tôi gặp con này ngoài đường thì phải chạy mất cả dép luôn, có khi còn tụt cả váy chứ, vì nó quá bố láo và độc ác mà. Còn bố và láo, độc và ác như nào thì bạn nào xem rồi review nhanh trí với. Yếu tim mà xem phim này thì có khi ướt hết cả đũng quần ấy chứ. Đùa đâu, ô kìa, ai mới chạy vụt qua đấy. Hey, tính hù 500 anh em tôi hay gì. Rồi, anh A đi đây, tô lại cho em xem mặt mũi nó như nào với. Ủa, hé lộ manh mối kiểu rất gợi đòn dư này ư? Anh em đoán được là ai không? Ba là hiện ra Chucky. Oh my god, nhìn cái mặt nó xem. Dân học giỏi văn lại bảo Chucky học đòi chí phèo, bày đặt kẻ lăn mặt mấy đường ăn vạ đi mà. Nhưng dân giỏi toàn diện thì xin nói thêm, cho ai chưa biết nhá, đây là con búp bê kinh dị nhất nhì thế giới xô chậu điện ảnh. Chuyện kể rằng đây là một con búp bê nam lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật ngoài đời của Robert. Con búp bê này biết di chuyển, ánh mắt vô tri, nụ cười thất thần. Cậu bé đã bị con búp bê của mình ám và gây ra rất nhiều chuyện không may trong cuộc sống. Có thể nói Chucky là một bộ phim kinh dị điển hình, đã xem thì không sợ mà đã sợ thì không xem nhé. Thế bây giờ không biết danh hiệu búp bê đáng sợ nhất trao cho ai nhỉ? Chucky, Annabelle hay Squid Game? Mình thấy cả ba cái đứa này đều đáng sợ như nhau cả ấy. Chả biết chọn ai cả. Hay là cả ba, hay là không chọn đứa nào nhỉ? Chucky thì như một tên tội phạm, Annabelle thì giật mình thẳng thốt, còn con bé Squid Game thì khó ai nói. Bằng cái là tèo ngay rồi. Các bạn mong muốn video sau chủ đề là gì? Nhanh Trí sẽ tổng hợp ý kiến rồi lung linh là lên luôn nhé.